ông Trump, Biden gấp rút chuẩn bị cho kịch bản giành chiến thắng cuối cùng khi tòa án vào cuộc. Cuộc đua vào Nhà Trắng đã kết thúc ngày bầu cử chính thức từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thể hạ màn. Mới đây, khi ông Biden tưởng chừng như đã giành được tấm vé chính thức để bước tới ngôi vị danh giá Tổng thống Mỹ sau khi thắng ở hai bang then chốt là Michigan và Wisconsin. Tuy nhiên, sau khi tại bang Arizona có lỗi phiếu bầu, thì Tổng thống đương nhiệm lại có cơ hội lật ngược tình thế. Hiện tại, Arizona vẫn đang tiếp tục đếm phiếu bầu. Ông Trump đang thu hẹp khoảng cách. Maricopa, hạt lớn nhất bang chiến trường Arizona lúc 2 giờ 30 phút sáng mùng 5 tháng 11, công bố kết quả kiểm phiếu mới nhất, cho thấy Biden đang dẫn trước với 912.585 phiếu, còn Trump được 838.071 phiếu. Trước đó, kết quả do hạt này công bố cho thấy số phiếu của Biden với Trump lần lượt là 887.457 và 802.160. Với kết quả kiểm phiếu mới nhất, Biden chỉ dẫn trước Trump ở hạt này hơn 74.500 phiếu, ít hơn 10.000 phiếu so với cách biệt trước đó. Đây là lý do CNN và một số hãng tin Mỹ quyết định chưa tuyên bố Biden thắng ở bang chiến trường Arizona, nơi có 11 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, AP và Fox News đều cho rằng Biden thắng ở bang này. Trên toàn bang, với 88% số phiếu đã được kiểm, Biden đang giành được 1.469.341 phiếu, 50,49%. Trump được 1.400.951 phiếu, 48,14%. Có 4 hạt chưa công bố kết quả cuối cùng, gồm Maricopa, Yavapai, Yuma và Pinal. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu mới, các quan chức hạt Maricopa buộc phải không cho người dân tiếp tục vào phòng bầu cử Phoenix do đám đông biểu tình ủng hộ Trump tụ tập ngày càng đông bên ngoài. Những người biểu tình hô khẩu hiệu yêu cầu giới chức tiếp tục kiểm phiếu nhằm thắp lên hy vọng giành lại Arizona cho Trump. Ngoài ra, mới đây nhất, cũng xuất hiện một thông tin khi Arizona phát hiện nhiều phiếu bầu qua thư nghi bị đánh cắp gây xôn xao khi Newsweek cho hay tổng cộng 18 phiếu bầu qua thư nghi bị đánh cắp đã được tìm thấy bên dưới những tảng đá và bê tông ở thành phố Glendale, quận Maricopa, bang Arizona. Đại diện cơ quan tư pháp bang Arizona cho biết một người nông dân đã phát hiện trồng phiếu bầu chưa mở trên và nhanh chóng báo vụ việc với cảnh sát. Theo thông tin ban đầu từ các nhà điều tra, những lá phiếu có thể bị đánh cắp từ các hộp thư cá nhân trong một khu phố ở thành phố Glendale. Vụ đánh cắp xảy ra chỉ vài ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Một vài người dân đã liên hệ với nhà chức trách và nói rằng họ đã không nhận được lá phiếu của mình. Tôi nhận mọi món đồ ăn mình cần qua đường bưu điện rất dễ dàng, nhưng tôi đã không nhận được lá phiếu của mình, một cử tri nói. Tất cả phiếu bầu gửi qua đường bưu điện ở bang Arizona được quy định phải gửi lại cơ quan phụ trách bầu cử trước 7 giờ tối ngày 3 tháng 11. Cảnh sát bang này đã kịp thời gửi lại những lá phiếu trên cho các cử tri. Đến nay, nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ của vụ việc và đang tiếp tục điều tra. Tất cả những bê bối xảy ra càng làm dấy lên những nghi ngờ trong Đảng Cộng Hòa và trong lòng những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm, đồng thời cũng là đòn bẩy tốt cho những cố gắng lật ngược tình thế của chiến dịch của ông Trump. Hiện tại, các đảng viên Cộng Hòa dường như đã sẵn sàng cho một loạt vụ kiện về kết quả bầu cử, song hy vọng thực sự của họ vẫn đang đặt vào số phiếu ở những bang chiến trường chủ chốt là Pennsylvania, Georgia và Arizona. Họ bắt đầu phát đi tín hiệu lạc quan về việc Trump vẫn sẽ chiến thắng ở Arizona ngay sau khi các hãng truyền thông tuyên bố thắng lợi thuộc về Biden, đồng thời tiếp tục cảnh báo các phóng viên rằng đường biểu đồ đang có xu hướng có lợi cho Trump. Nếu kết quả kiểm phiếu Arizona thay đổi vào phút chót, họ tin rằng cuộc đua sẽ gọi tên người chiến thắng là Tổng thống Trump. Rất nhiều đảng viên Cộng hòa hy vọng Trump vẫn có thể chiến thắng cuộc bầu cử với tư cách là người giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, trái ngược với hy vọng lật ngược thế cờ bằng những vụ kiện tại tòa án. Trước thực trạng giằng co quyết liệt và dự đoán một tương lai không mấy sáng sủa của cuộc bầu cử ở tương lai, nhóm tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden cũng đang tập hợp đội ngũ luật sư hùng hậu, chuẩn bị cho tình huống kết quả bầu cử Mỹ không được quyết định bằng phiếu bầu mà là tại tòa án tối cao. Phó giáo sư khoa học chính trị Benjamin Melusky thuộc Trường Đại học Old Dominion Mỹ nói rằng kịch bản bầu cử có kết quả sít sao dẫn tới tình huống tòa án tối cao buộc phải đóng vai trò định đoạt như những gì từng xảy ra năm 2000. Ông Melusky nói với kênh 13 News Now rằng cuộc đối đầu giữa ông George Walker Bush và đối thủ Al Gore hồi năm 2000 đã tạo tiền đề cho cuộc bầu cử năm nay.
Ông Melusky dự báo bang Bắc Carolina có thể là chiến trường pháp lý quan trọng khi Đảng Dân Chủ gia hạn thành công thời gian tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện ở Bắc Carolina, tức đến ngày 12 tháng 11 thay vì ngày 6 tháng 11 như thời hạn ban đầu. Bắc Carolina là một trong những bang chiến trường mà hai ứng viên Tổng thống Mỹ nỗ lực vận động trong thời gian qua với hy vọng được chọn 15 phiếu đại cử tri để giúp họ giành chiến thắng chung cuộc. Phó giáo sư Mark Rome của trường chính sách công McCourt thuộc trường đại học Georgetown, Mỹ cho rằng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc kiểm đếm các lá phiếu qua thư, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Theo dữ liệu của dự án bầu cử Mỹ do Michael McDonnell, giáo sư Đại học Florida điều hành, ước tính khoảng 97 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống, gồm 62 triệu phiếu bầu qua thư và 35 triệu phiếu bầu trực tiếp. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ và cao hơn gần gấp đôi so với năm 2016. Kiểm phiếu qua đường bưu điện trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Vấn đề đặt ra là việc kiểm toàn bộ số phiếu này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, và như vậy, kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng, trong khi ông Joe Biden lại giành chiến thắng cuối cùng một tuần sau đó khi tiến trình kiểm phiếu toàn bộ kết thúc. Chuyên gia pháp lý Lawrence Douglas của trường đại học Amherst, Mỹ nhận định rất nguy hiểm khi thời gian bỏ phiếu kéo dài, với việc Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy thực hiện một cuộc chiến pháp lý, tự tuyên bố mình tái đắc cử và cho rằng các phiếu bầu qua bưu điện gian lận cần bị loại bỏ. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào kết quả. Nếu ông Biden thắng rõ ràng ngay từ đầu, có thể không phải trong ngày 3 tháng 11, mà một vài ngày sau đó, thì cơ hội của Tổng thống Donald Trump thực hiện cuộc chiến pháp lý rất giới hạn. Nếu có sự chậm trễ trong việc kiểm phiếu tại một số bang chiến địa như Pennsylvania, thì mọi việc sẽ rất phức tạp. Đó là chưa kể Đảng Cộng Hòa từng cáo buộc Đảng Dân Chủ sử dụng đại dịch COVID-19 gian dựng kết quả bầu cử bằng cách loại bỏ các biện pháp bảo vệ chống gian lận. Một động thái mới đây nhất của đội ngũ pháp lý của ông Biden sẵn sàng ngăn khiếu nại kiểm phiếu của Tổng thống Trump bằng việc sẵn sàng khiếu nại ngược lại Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump ra tòa nếu ông Trump tìm cách ngăn công tác kiểm phiếu. Đồng thời, trước tình trạng biểu tình bạo loạn xảy ra khắp mọi nơi, ông Biden kêu gọi người dân toàn nước Mỹ đoàn kết, chúng ta không phải là kẻ thù. Ứng viên Joe Biden khẳng định, nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ làm việc chăm chỉ cho những người không bỏ phiếu cho ông, cũng như cho những người đã bỏ phiếu cho ông. Chúng tôi đang vận động với tư cách là Đảng Dân Chủ, nhưng tôi sẽ điều hành quốc gia với tư cách là một Tổng thống Mỹ, ông Biden nói. Bản thân chức vụ Tổng thống không phải là một thể chế đảng phái, đó là văn phòng duy nhất ở quốc gia này đại diện cho tất cả mọi người, và nó đòi hỏi nghĩa vụ chăm sóc cho tất cả người dân Mỹ, và đó chính xác là những điều tôi sẽ làm. Ông cũng chia sẻ về sự lo lắng và chia rẽ mà nhiều người Mỹ cảm thấy, đồng thời nói rằng mặc dù có những quan điểm đối lập trên khắp đất nước, nhưng người Mỹ phải ngừng coi đối thủ của mình như kẻ thù. Chúng ta không phải là kẻ thù, những gì gắn kết chúng ta lại với nhau vì cùng là người Mỹ mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì có thể chia cắt chúng ta, Biden nói. Đã đến lúc chúng ta phải làm những gì mà chúng ta vẫn luôn làm với tư cách là người Mỹ, bỏ lại những lời lẽ gay gắt của chiến dịch sau lưng, hạ nhiệt, gặp nhau, lắng nghe, tôn trọng và quan tâm đến nhau, đoàn kết, hàn gắn, đến gần với nhau như một quốc gia, ông nói thêm.